Gọn sao đây. Một dòng sông xanh xanh, tưng tưng, tưng tưng. Một dòng sông đó đó, tưng tưng, tưng tưng. Một dòng sông tím tím, ở đâu. Tại vì chưa có mốt, làm sao thấy được. Mình giỡn rồi các bạn ơi. Ngày hôm nay mới vừa video á, mình đề cập tới màu xanh, màu đỏ và màu tím á. Vì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại video về Minecraft vòng quay may mắn các bạn à. Nhưng mà các bạn thấy gì mình hát cái bài đó chứ, nghe có vui hay không, hãy bình luận cho em biết là vui hay không nha các bạn nha. Và ngày hôm nay mình xin mời một cái nhân vật mà rất là hot dạo gần đây các bạn, kiểu như là hầu như mọi người ai cũng chơi trò đó luôn các bạn à, đó chính là trò chu chu chắc nha các bạn nha. Chu chắc chắc chu chu chắc, đó chính là cái con xe lửa quái vật đó các bạn. Cái con đó thì mình đã từng chơi rồi và mình cảm thấy nó khá là ghê các bạn à. Và ngày hôm nay mình xin mời nó tham gia vòng quay may mắn để coi liệu nó có mạnh thực sự không nha các bạn nha. Thôi được rồi, không làm mất thời gian các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu video thôi. Let's go. Này, dẫn các bạn vô cho mày luôn nè, để mình cho các bạn xem hình dạng của nó như thế nào trước nha. Mình đã từng tiêu diệt nó rồi các bạn à. Đây nè, đây là cái tàu lửa chu chu chắc nè các bạn à. Ghê chưa, khá là kinh dị nha bạn. Hình dạng của nó kiểu nhìn khá là gớm các bạn à, nhìn giống như là Thomas.se vậy đó. Các bạn có muốn mình với cho nó quýnh lộn với Thomas.se không, nếu mà muốn mình lựng cho anh biết nha. Ngày hôm nay mình cho nó tham gia một may mắn trước cái đã, rồi để mình kêu nó đi cái đi. Rồi bây giờ chú em sẵn sàng để dòng may mắn chưa? Nếu như mà sẵn sàng rồi á thì bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Trong video này có chương trình câu hỏi hát não nữa, và cho nên các bạn có coi đến cuối video này để cùng trả lời câu hỏi hát não của mình trong ngày hôm nay nha các bạn nha. Đầu tiên mình sẽ chọn màu gì đây ta? Ở đây có cái đường ray xe lửa rồi nè các bạn. Ok, cái xe lửa đó nó cũng màu đỏ. Vậy mới vô mình chọn màu đỏ luôn cho nó máu, anh em bắt đầu mới không? Ê, vậy cái nó ngầu các bạn. Ok, mới vô mình chọn màu đỏ luôn cho nó hết sảy nè các bạn ơi. Hết sảy của nhà 7, chú ông ta. Ok, chính xác luôn, let's go. Màu đỏ, thường thường màu đỏ là ra mấy con nó khá là nguy hiểm các bạn à. Để mình xem coi. Warden máu. Ui, ngày hôm nay á thì mình bật mí với các bạn nha, đó chính là mình sẽ cho nguyên cái dòng quay này toàn là những con quái vật đột biến các bạn à. Nếu như không đột biến thì sẽ là những con quái vật khổng lồ nha các bạn nha, bảo đảm luôn là các bạn thấy những cái con này cực kỳ mạnh. Rồi bây giờ mình sẽ triệu hồi con Warden máu cho các bạn xem nè. Bùm, đây nè các bạn ơi, thấy quơ định máu chưa? Ngay bây giờ nó sẽ phải đối đầu với lại chu chu chắc nha các bạn nha. Bắt đầu nè, let's go. Rồi bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, vô, trận này khá gắt nè. Ok, u con quơ định máu nó không bự quá so với con này, nhưng mà chưa. Một cú đập thôi là chu chu chắc lên đường rồi các bạn à. Thấy chưa, cho dù chu chu chắc có mạnh tới như thế nào á, mà gặp cái con quơ đình máu này của mình á thì cái kết là cũng về giường thôi cưng ơi. Màn đầu tiên chu chu chắc đã thua rồi các bạn à. Mình biết là đang xem video này có rất là nhiều bạn đang buồn, tại vì các bạn hả yêu thích chu chu chắc là do nó vừa ngầu mà nó vừa kinh dị. Các bạn muốn là nó sẽ thắng video này không? Nếu mà muốn á thì ngay bây giờ các bạn đừng quên nha, để cho mình một nút like nha. Còn những bạn nào lần đầu tiên với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký bên dưới để không bỏ qua bất kỳ video mình tung tương lai nha các bạn. Mình cảm ơn rất là nhiều luôn nếu các bạn nick mình chuyện đó. Còn bây giờ thì lên đây tiếp nào các bạn ơi. Đây này này, bây giờ là màu gì đây Tam? Hồi nãy là màu đỏ rồi, màu đỏ thua. Thôi giờ chúng ta chọn màu trắng của sự đầu hàng đi, nhiều khi tốt hơn đúng không các bạn? Này, màu trắng nhiều khi nó nhẹ nhàng hơn xíu á. Đâu màu trắng đây lại? Skeleton đột biến. Skeleton có khả năng bắn từ xa. Ở trong cái tựa game đó chúng ta cũng bắn cái con chu chu chắc này từ xa các bạn à. Liệu cái con skeleton đột biến này có thể tiêu diệt được chu chu chắc hay không? Chúng ta cùng nhau xem thử coi. Ui, nhiều mũi tên dữ. Ok, để mình test thử cho bạn xem luôn. Let's go vô. Bắn là bạn. Wow. Nhưng mà càng bắn là con chu chu chắc nó chạy càng nhanh các bạn ơi. Rồi sao đây? Một pha cắn rồi, cắn một cái nữa. Chết luôn tại chỗ. Trời ơi, ghê thật sự. Nó cắn có hai cái con kia lên đường luôn các bạn à. Ui, đây có cái đường vô nè. Để bây giờ mình thử mình đi vô trong qua là trong đây có cái gì nha các bạn nha. Ok, mình sẽ đi vô trong người của chu chu chắc các bạn ơi. Let's go. Chúng ta vô trong người mẹ các coi. Dừng lại. Ok, vô ra. Đây là trong người của chu chu chắc nữa các bạn. Ok, trong này không có gì hết trơn á các bạn à. Nói chung là người của nó là giống như là một cái linh hồn quỷ ai
tám gì đó các bạn. Ok thôi bây giờ mình kêu ở đây, chúng ta sẽ tiếp tục mời nó tham gia vòng may mắn nữa nha. Ê, hồi nãy mình nói các bạn bấm like, các bạn bấm like cuối cùng mình nó cũng thắng thiệt rồi nè. Bây giờ đến với màn tiếp theo luôn. Bây giờ là màu gì đây ta? Hồi nãy màu trắng là ngon đúng không? Giờ chúng ta qua màu hường nam tính đi. Cái màu này là thường thường nó cũng nhẹ nhàng với thương nè. Là ai đây? Ravajo đột biến. Ôi, cái này cũng không nhẹ nhàng lắm các bạn ơi. Ravajo này, mấy cái sừng này mà đâm vô cái tàu quả đó, chắc là cái tàu quả, cái xe lửa đó lên đường luôn quá à. Rồi để mình cố hết sức. Rồi quá đây, vô. Vô bắt đầu rồi. Tưng. Rồi. Con chu chu chắc nó bị tấn công. Nhưng mà các bạn thấy rồi đó, nó vẫn có khả năng tiêu diệt được một con Ravager bự như vậy các bạn à. Wow, kinh thật sự, chúng ta không thể nào khinh thường được cái con chu chu chắc này đâu nha các bạn nha. ghê, được đấy, chú nhận được một cái respect của anh đấy. Ok, thắng được hai ván rồi nè các bạn ơi. Bây giờ chúng ta cố gắng cho chu chu chắc thắng ít nhất là trên 5 ván nha các bạn. Tại vì nếu như mà thắng trên 5 ván thì chứng minh đó là một người mạnh các bạn à. Tại vì có tổng cộng là 9 mạng mà. Ok, rồi, cố tiếp tục nào, let's go. Giờ màu gì đây ta? Bây giờ là cho màu vàng đi. Ok, màu vàng đi. Màu vàng cũng hơi gần màu đỏ, các bạn cũng hơi ghê đó, mình thử coi. Hush đột biến. Nghe nói là cái con này nó có tới 2 mạng lận các bạn ơi. Để mình thử luôn cho bạn xem. Trời ơi, bạn coi cái tay nó kìa. Trời ơi, cái tay này mà đập vô xe lửa là xe lửa mớp liền. Rồi, thử luôn. Vô. Một cắn, hai cắn, wow. Và con này nó đã có thêm một cái mạng thứ hai các bạn à, nó có tới 2 mạng lận. Ok, cố lên, chu chu chắc ơi, let's go. Mặc dù là tao ghét mày lắm nhưng mà mày... Ê, nhưng mà mày vẫn làm tham gia vòng may mắn của anh thì mình phải ủng hộ nó. Cuối cùng thì nó cũng đã thắng rồi các bạn à. Ủa, nó bóc khó lum nè bạn ơi. Có vẻ là sau trận đấu nó cảm thấy là khá là mệt mỏi các bạn à, nên nó bóc khó lum la nè. Ui, tội nghiệp mày quá, nhưng mà trong game mày quẩy người ta ghê lắm. Ok, nãy giờ chưa chắc là thắng được 3 ván rồi bạn. Có khi nào ngày hôm nay nó là người gần đây chiến thắng được không ta? Tại vì dạo gần đây mình mời ai khách mời vô cũng thua banh chành luôn các bạn à. Mong là hôm nay chu chu chắc có thể thắng được nhiều nha. Ok, tiếp tục nào. Bây giờ sẽ cho đến màu hồi nãy màu vàng không? Giờ chơi màu cam lên cho nó dữ anh em. Màu cam là kế với màu đỏ luôn nè. Ôi, cái kèo này hơi bị tơi nè. Người sắc máu. Ui trời ơi, kèo này thốn các bạn ơi. Kèo này hay. Các bạn coi nè. Wow. Rồi con này người gai máu mà lum nha bạn nha. Rồi để mình chọn nó cái đã. Rồi chọn rồi đó. Rồi bây giờ cho chu chu chắc quýnh với nó nè. Để mình để xa xa nó ghi vô quýnh cho đẹp các bạn. Rồi vô. Ủa lại. Chọn hộp rồi. Rồi vô bắt đầu đi. Mấy chú. Ủa. Lộn. Rồi lại. Vô. Ale. Nè. Có nè. Một đấm, hai đấm, ba đấm. Wow. Ê mày xỉu hay sao vậy? Ui nó chết luôn rồi. Vậy chưa chưa chắc đã bay lên trời rớt xuống. Không hề mất một giọt máu nào các bạn à. Nó y chang như là mấy con nhện đó các bạn. Nhảy từ trên cao xuống là không bị mất máu, là do mấy cái chân của nó đỡ đó các bạn ơi. Ui ghê thật sự. Mình không nghĩ là nó thắng được anh người sắt này luôn. Nhưng mà ai ngờ nó lại thắng được các bạn. Anh người sắt này là khá là mạnh nha các bạn nha. Wow, nó định đây. Thắng được 4 ván rồi nè. Chỉ cần nó thắng được một ván nữa thôi, thì nó sẽ chứng minh cho mình thấy được nó là một người khá là mạnh nha các bạn nha. Wow, nhưng mà khoan, trước khi chúng ta đến với những trận đấu tiếp theo á, thì ngay bây giờ chúng ta cùng nhau qua chương trình câu hỏi hát não một chút xíu để giải tỏa căng thẳng nha các bạn. Ngay bây giờ các bạn tập trung một chút nè, mình sẽ đọc cho các bạn nghe câu hỏi hát não của mình trong ngày hôm nay nha. Let's go, vô. Câu hỏi hát não của mình trong ngày hôm nay đó chính là: bạn làm việc gì đầu tiên mỗi buổi sáng? Các bạn hãy trả lời câu hỏi bằng cách bình luận ở dưới video này nha. Trời ơi, dễ ẹt. Cái này ai cũng làm hết, cho nên là ai cũng biết đúng không các bạn? Sáng dậy là phải đánh răng đúng không ta? Sáng dậy là phải đi học. Không biết nha mày nha. Các bạn có câu trả lời là cái gì thì các bạn hãy bình luận với mình biết nha. Bạn nào bình luận đúng thì mình sẽ thả tim cho. Còn những bạn nào mà bình luận không đúng mà vẫn muốn được mình thả tim thì cứ bình luận là đã xem hết ở phía dưới nha các bạn. Rồi, hoặc là những người nào mà tốt hơn nữa thì bình luận là chúc anh Jay sớm đạt được 3 triệu người đăng ký. Mình cũng sẽ thả tim cho các bạn nha. Bây giờ mình sẽ loại câu hỏi một lần nữa nè, đó chính là: bạn làm việc gì đầu tiên
mỗi buổi sáng. Nhớ nha, cái việc đầu tiên nha các bạn nha. Câu này không có hát não gì đâu, cái này là câu hỏi bình thường các bạn à. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với màu tiếp theo đi. Màu gì bây giờ? Màu xanh lá là xa lánh. Để coi coi là liệu cái con xanh lá này nó có thể mang lại 5 điểm cho Chu Chu Chắc không đây. Người sắc đột biến. Ồ, hồi nãy là người sắc máu là thua rồi đúng không? Bây giờ người sắc đột biến là bự hơn nè. Để xem coi là bự hơn có làm được trò chống gì không nha. Vô, bắt đầu đi. Ok, vô nè bác ơi. Vô, quýnh nhau nè, quýnh nhau nè. Ui, người sắc này trâu ui. Vừa mới khen người sắc này trâu, cuối cùng người sắc này cũng vô bệnh viện luôn. Ok, chia buồn cùng anh người sắc với anh vô bệnh viện mất tiêu rồi. Wow, vậy là Chu Chu Chắc đã thắng được 5 ván rồi nè bạn. Mới thua có 1 ván thôi. Vậy mà mới đầu vô nó thua làm mình tưởng rồi nó yếu. Ai dè nó mạnh ghê luôn á. Ok được. Nếu như mạnh như vậy á thì tận hưởng. Màu đen đi cưng. Màu đen là nguy hiểm lắm nghe. Hero Bright đột biến. Rồi xong rồi. Theo các bạn nghĩ Hero Bright đột biến đối đầu với lại Chu Chu Chắc, nhân vật nào sẽ là nhân vật giành chiến thắng các bạn? Cho các bạn 5 giây để các bạn lựa chọn nè. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Và nếu như các bạn chọn ai á, thì hãy bình luận với dưới mình biết nha. Ok, mình sẽ chọn Hero. À lông lông, mình phải chọn Chu Chu Chắc chứ. Tại vì mình mời nó tham gia vòng may mắn mà bạn. Rồi bây giờ mình sẽ triệu hồi Chu Chu Chắc và bắt đầu trận chiến. Let's go, yo. What? Cái gì vậy? Hero Bright? Hero Bright gì mà yếu như cọng bún thiêu vậy trời. Trời ơi, hay quá Hero Bright ơi, hay quá. Ui. Trời ơi, quýnh nó được mấy cái rồi cuối cùng cũng phải vô bệnh viện luôn các bạn à. Hero Bright cái gì vậy? Hero Bright phiên bản hàng Michelin rồi các bạn ơi. Trời ơi. Thua nãy giờ thắng được mà 2, 4, 6 tuổi. Hôm nay nó thắng được 6 ván rồi các bạn. Ủa có khi nào nó thắng được 8 ván luôn không trời. Ok nhanh để coi nó làm được không các bạn ơi. Tiếp theo là màu xanh dương. Let's go. Màu xanh dương là con gì đây? Warden đột biến. Chết mày rồi. Hồi nãy nó cũng thua con Warden. Bây giờ mình cũng sẽ cho nó thua bởi con Warden luôn. Đây nè các bạn ơi, thấy Warden này bự chưa? Ui ôi, có răng nanh đồ các kiểu luôn nghe. Bắt đầu trận đấu luôn nè. Vô. Để coi. 1 đập, 2 đập, 3 đập. Wow, quá dữ. 4 đập, 5 đập luôn. Wow. Oh. Trời ơi. Nó ăn cái gì mà nó trâu dữ vậy? Nó bị đập 5-6 đập luôn, hình như là 5 đập á. Mà nó vẫn còn sống nhăn răng các bạn à. Cái tàu lửa này nó bọc thép hay gì vậy trời. Ui trời ơi. Kinh thật đấy. Nhờ tính là mình phải ăn mừng cho nó với ta. Nãy giờ được 2 nè, 4 nè, 6 nè, 7 nè. Nó thắng được 7 ván rồi, nó thua mới có 1 ván thôi. Và đây sẽ là trận đấu quyết định nha các bạn nha. Màu tím mộng mơ. Để coi liệu nó có thể chiến thắng được màn cuối cùng này và nhận danh hiệu Á quân hay không nha các bạn nha. Nên muốn quán quân là phải thắng 9 màn nha các bạn. Ok đây. Người Ender đột biến. Đó, từ nãy giờ mình thắc mắc là sao không có người Ender đúng không? Ngay bây giờ những bạn là fan của người Ender, các bạn có ủng hộ cho người Ender hay không? Hay là các bạn vẫn sẽ ủng hộ cho Chu Chu Chắc? Hãy bình luận cho anh biết nha. Ok, ngay bây giờ thì mình sẽ triệu hồi người Ender đột biến nha các bạn xem. Vô. Hơi lắc xíu các bạn à. Vì nó khá là bự. Ủa bự chưa? Trời ơi, bự khủng khiếp luôn á. Ok rồi đó, đây nè, mình cho bạn xem hình dạng của nó nè. Trời ơi, nó bự cái bánh lửa luôn các bạn à. Và các bạn nghĩ là nhân vật bự như thế này với Chu Chu Chắc thì ai sẽ là người chiến thắng? Hãy bình luận cho anh biết nha. Mình thì mình vẫn sẽ ủng hộ cho Chu Chu Chắc các bạn à. Mình sẽ ủng hộ khách mời của mình. Rồi ngay bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Let's go. Hình như mình không cần làm gì luôn, nó tự quýnh luôn nè. Gọn sao đây. Holy crap. Oh my god. Ui li cái gì anh ơi. Cho em làm lại trận đấu anh ơi. Anh quýnh lẹ quá. Lại nè. Đó, quýnh đi. Bây giờ hai con cùng quýnh mới vui. Holy crap.
Hồi không cần hai con cùng quýnh luôn á các bạn ơi. Nó vừa lại gần là cái tay của người Ender khổng lồ này đập một cái là vỡ mộm liền các bạn à. Vậy cho nên là Chu chắc đã thua. Ôi giời, nó không được quán quân mà nó cũng không được áo quân luôn. Ui dài ơi, coi như là xui rồi các bạn à. Đúng trận cuối cùng gặp ngay một đứa khá là mạnh. Vậy là ngày hôm nay tổng kết lại, Chu chắc đã thắng được 2, 4, 6, 7 ván, thua 2 ván. Ê, nói chung là đây là một cái kết quả cũng khá là hay các bạn. Ngay bây giờ thì mình sẽ triệu hồi tất cả những con quái vật này cùng nhau quýnh lộn để xem coi là con này là con tồn tại lại cuối cùng. Trước khi mình trả lời cho các bạn nghe câu hỏi hát não nha. Vô, Chu chắc ra trước nè. Warden máu nè, Skeleton đột biến nè, Ravager đột biến nè, Hoss đột biến nè, người sắc máu nè, người sắc đột biến nè, Herobrine đột biến, và cuối cùng là Warden đột biến. Rồi ok, rồi Chu chắc nó biến mất luôn rồi các bạn ơi. Ui trời ơi, các bạn coi con Enderman kia nó quẩy ghê chứ kìa. Hiện tại là còn đang hai người của gia đình máu. Ui, gia đình máu với lộn với Enderman. Ok. Hai con này đập nhau hay nè bạn ơi. Ui, trận này gắt nè, hai con này đập nhau khá gắt nha bạn nha. Để coi đứa nào là đứa mạnh hơn nào. Ui, trận này ghê nè. Ui trời ơi, bắt đầu đá nhau rồi. Để xem coi. Con Warden có vẻ như là nó quýnh con Enderman không có được các bạn à. Còn con Enderman hiện tại nó cũng không quýnh được con Warden luôn. Có vẻ như là đây là hai thực thể không thể đụng vô người nhau được các bạn à. Ui, mày là ảo thật đấy. Nhìn thấy khá là lạ nha các bạn nha. Ôi dài, cứ tưởng sẽ có một trận đấu gì đó hay cho các bạn coi. Nhưng mà ai ngờ hai đứa này chắc là chung anh em dòng họ vậy rồi các bạn ơi. Quýnh nhau còn mất máu nữa, thằng này đứng đây ngon lành cành đào luôn nè. Vậy là ngày hôm nay video của mình cũng đã phải kết thúc rồi các bạn à. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày mai rất là nhiều luôn. Như các bạn ưa thích video này á, đừng quên để cho mình một nút like nha. Còn những bạn nào lần đầu tiên với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký dưới nha. Ngay bây giờ thì mình sẽ trả lời cho các bạn nghe câu hỏi não của mình trong ngày mình nói chính là cái gì. Thì lúc mà các bạn mới ngủ dậy, cái việc đầu tiên các bạn làm đó chính là mở mắt nha các bạn nha. Bây giờ trả lời đúng thì mình sẽ thả tim cho. Còn bây giờ thì mình bye bye.